thư mời nhân dịp lễ dỗ cha Francisco trương Bửu Diệp trân trọng kính mời quý ông bà cô bác và toàn thể anh chị em đến tham dự lễ dỗ vào lúc 11 giờ ngày chủ nhật 8 tháng 3 năm 2020 tại vườn trái cây La vàng 9203 Stringfellow Road San James City Florida 33956 sau lễ dỗ xin kính mời quý vị dùng bữa cơm thân mật cùng với ban tổ chức Mọi liên lạc xin gọi anh Jimmy 239-222-3323 hoặc chị Tuyết 727-403-3355. Xin chân thành cảm tạ và rất mong được đón tiếp quý vị. Ban tổ chức trân trọng kính mời.